Giải pháp nóng từ Bộ Thông tin Truyền thông lợi dụng scandal để nổi tiếng kiếm tiền, nghệ sĩ bay màu ngay lập tức. Thân chào quý khán giả thân yêu của bản tin online. Thời gian gần đây, Bộ Thông tin Truyền thông đã có nhiều động thái liên quan đến các hoạt động quảng cáo lố, quảng cáo sai, quảng cáo phản cảm cũng như văn hóa ứng xử lối sống của sao Việt sau một thời gian dài nhận được phản ánh cũng như sự bức xúc từ người dân. Cụ thể như bà Tên Online đã thông tin về việc các quảng cáo phản cảm như nhà tôi ba đời, thuốc đâm mi đã chính thức bay màu khỏi các nền tảng xã hội. Tiếp đó, một loạt thông tin cho biết các bộ ban ngành sẽ sớm ban hành tiếp các giải pháp để chấn chỉnh nghệ sĩ thanh lọc showbiz mạnh tay như phạt tiền, cấm sóng, cấm biểu diễn vân vân. Trước những động thái mới này của Bộ Thông tin Truyền thông thì đại đa số người dân được tỏ ra vui mừng phấn khởi và vô cùng ủng hộ. Không ít trong số đó cho rằng những điều này đáng ra phải làm sớm hơn một số khác thì còn lo ngại liệu rằng các bộ các cục trưởng chỉ nói suông mà không thực hiện. Thì mới nhất, trả lời câu hỏi của một đại diện diễn đàn mạng xã hội phản ánh thực trạng về mức xử phạt việc tung tin giả trên mạng xã hội như hiện nay, một số người nổi tiếng, nghệ sĩ chấp nhận đăng tên sai sự thật và bị xử phạt để có nhiều người xem hơn bởi số tiền thu về cao hơn rất nhiều so với mức xử phạt. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đúng là mức xử phạt đối với hành vi tung tin giả ở Việt Nam hiện nay chỉ từ 10 đến 15 triệu đồng đang thấp hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. Đặc biệt so với Singapore, Việt Nam thấp hơn khoảng 10 lần, so với Malaysia và Thái Lan thì thấp hơn 4 lần cái khó là chúng ta không thể nâng mức xử phạt đối với hành vi tung tin giả lên mức quá cao bởi mức xử phạt này nằm trong nghị định xử phạt hành chính chung của các vấn đề xử phạt hành chính khác ông lê quang tự do cho biết về mức xử phạt bộ thông tin truyền thông đã hai lần sửa nghị định pha xử phạt về tin giả tin sai sự thật mức xử phạt như hiện nay cũng là mức nặng nhưng đúng như phản ánh trên không gian mạng họ kiếm lời từ tung tin giả Do đó, Bộ Thông tin Truyền thông triển khai các giải pháp khác ngăn chặn tin giả, tin sai sự thật, đó là ngăn chặn dòng tin quảng cáo hoặc PR trá hình ở trang cá nhân, kiếm lợi từ tung tin giả. Tiếp đó là ngăn chặn tài khoản đó, điển hình mới đây là chặn tài khoản NONO trên TikTok. Giải pháp nữa mà Bộ Thông tin Truyền thông đang nghiên cứu chưa triển khai chính thức là phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có quy trình hạn chế hình ảnh những người nổi tiếng nghệ sĩ trên không gian mạng, sóng truyền hình, báo chí và cả sân khấu biểu diễn để xử lý việc lợi dụng scandal để nổi tiếng kiếm tiền. Thưa quý vị, như vậy, Tiếp nối sau các phát ngôn cho biết sẽ làm mạnh tay đối với các nghệ sĩ vi phạm đạo đức, vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp lợi dụng scandal để nổi tiếng kiếm tiền, thì Bộ Thông tin Truyền thông đã bắt đầu đưa ra những giải pháp cụ thể, chứ không còn là nói suông như phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thiết lập quy trình hạn chế hình ảnh của những nghệ sĩ người nổi tiếng trên khắp các kênh truyền thông, từ sóng truyền hình đến thông gian mạng, từ báo chí đến cả sân khấu biểu diễn để xử lý mạnh tay song song với sự phạt hành chính như vậy đồng nghĩa với việc nghệ sĩ vi phạm sẽ khó có đường sống dù ở hình thức nào đặc biệt khi bị phong sát hình ảnh trên khắp các mặt trận như bộ thông tin truyền thông nêu trên dù vẫn trong quá trình nghiên cứu chưa triển khai chính thức nhưng thiết nghĩ với những bức xúc từ dư luận những phản ánh từ phía người dân như thời gian dài vừa qua thì các bộ ban ngành đã không thể đứng ngoài cuộc nữa Vấn đề chúng ta cần xem thử là bộ sẽ mất thời gian bao lâu để hoàn thiện quy trình cũng như thực tiễn áp dụng sự phạt nhiều nghệ sĩ vẫn đang còn làm loạn trên nền tả số để làm gương để răng đe cho nhiều trường hợp khác đang manh nha nối gót. Đừng quên để lại một vài cái tên mà theo quý vị Bộ Thông tin Truyền thông nên xem xét để xử lý bên dưới video này quý vị nhé. Nhiều thứ đã được sửa đổi ngay sau loạt live stream của bà Hằng, CEO Đại Nam thật không tầm thường. Thưa quý khán giả của bạn Tên Online, vừa qua chúng tôi đọc được một bài viết khá thú vị của cư dân mạng khi đề cập đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng mà bạn Tên Online không thể không chia sẻ cùng quý vị. Cụ thể, sau những like của bà Hằng Đại Nam, vợ ông Dũng là Vôi có bao nhiêu sửa đổi ra đời và đây là một trong số đó. Và đó là cách mà cộng đồng mạng luôn dành cho bà một lòng kính trọng, biết ơn và yêu thương. Cách làm từ thiện của ông Dũng bà Hằng Cách ứng xử trước đại dịch Covid-19 của vợ chồng ông Dũng bà Hằng, công ty cổ phần Đại Nam là hành động với nghĩa lớn của một trái tim hàng hữu, một cái tâm lớn, yêu thương cộng đồng và dám cho đi, sẽ chia lớn trong hoàn nạn đáng học hỏi lắm thay và tin mong đất nước cùng thế giới đã và đang có nhiều trái tim và bàn tay như thế góp phần đẩy lùi thật nhanh thảm họa về minh bạch từ thiện sau 1 tháng 9, bộ văn hóa cần áp dụng chế tài xử phạt khi ban hành bộ quy tắc ứng xử đặc biệt là hành vi không minh bạch trong hoạt động quyên góp từ thiện luật sư lê văn hồi giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn mai quay cho rằng Bộ quy tắc ứng xử không phải là văn bản quy phạm pháp luật, do vậy sẽ không thể bổ sung các chế tài xử phạt như phạt tiền, cấm sóng. Những chế tài này sẽ được quy định bởi các nghị định của chính phủ. Còn bộ quy tắc ứng xử được ban hành chỉ có ý nghĩa trong việc định hướng ứng xử, hành vi của nghệ sĩ trong quá trình hành nghề của mình. Từ pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, từ 1 tháng 9, Lam Tư Thiện phải mở sổ ghi chép minh bạch, Cá nhân có hoạt động vận động làm từ thiện đều phải mở sổ ghi chép đầy đủ minh bạch thông tin tiếp nhận từ thiện. Ngày 5 tháng 7, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 41/2022 hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội từ thiện có hiệu lực từ 1 tháng 9 tới. Từ tuổi trẻ online. Thứ nhất, Cách tiếp nhận, Bộ Tài chính yêu cầu trường hợp tiếp nhận tài trợ bằng tiền cá nhân người vận động phải mở riêng tài khoản cho mục đích xã hội từ thiện tại ngân hàng, không được nhận tiền tài trợ cho mục đích xã hội từ thiện vào chung tài khoản chi tiêu cá nhân của người vận động. Thứ hai, tiếp nhận tài trợ bằng tiền mặt cá nhân nhận tiếp trợ phải có trách nhiệm bảo quản tiền an toàn, trường hợp chưa sử dụng có thể đem gửi vào tài khoản ngân hàng được mở riêng cho mục đích xã hội tại ngân hàng. Thứ ba, Trường hợp tiếp nhận bằng ngoại tệ, cá nhân phải bán ngoại tệ cho Ngân hàng Thương mại và Quản lý, sử dụng tiêm Việt Nam để thực hiện tài trợ theo quy định. Bên cạnh đó, một cư dân mạng khác cũng có một bài viết tương tự khi nói về những gì ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng đã làm trong suốt mùa đại dịch khốc liệt. Gửi bà Ngô Thanh Loan, quận 3, cử tri quận Bình Thành. Tôi nói về hơn một năm like của bà Hằng người mà bà không hề ưa. Tôi mạng phép gửi bà đôi chồng để bà được mở rộng tầm mắt về những gì bà Hằng và ông Dũng Lò Vôi đã làm trong mùa đại dịch khốc liệt vừa qua. Chỉ mùa dịch cho nó cần. Bà có thể kiểm chứng một cách dễ dàng. Nhân đây, tôi mạng phép chỉ đưa thêm hai vụ mới nhất. Chắc với bà, họ là tinh hoa của đất nước. Vụ việc mới nhất nổi như cùng. Thứ nhất, Ông Dũng Lò Vôi cho biết 4 hecta đất ông đề nghị hiến tặng để bán đấu giá đã hoàn tất thủ tục pháp lý và thực hiện xong các nghĩa vụ thuế được cấp riêng từng sổ đỏ khoảng 250 lô. Thứ hai, ngày 27 tháng 8, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đại Nam ông Huỳnh Uy Dũng, hay còn gọi là Dũng Lò Vôi, đã tuyên bố sẽ không để các bệnh viện giả dạ chiến thiếu oxy, sẽ cung cấp cho hội ATM oxy. Ông đã đặt 50.000 bình oxy cách đây 3 tháng cùng với 21 máy tạo oxy mini. Thứ 3, Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, các tỉnh thành miền Nam nói chung và tỉnh Bình Dương đều đang thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16. Ai đang ở đâu, ở nguyên tại vị trí đó, không di chuyển. Các hàng quán, địa điểm ăn uống, vui chơi đều tạm ngưng kinh doanh. Khu du lịch Đại Nam thay vì để một công trình lớn trị giá 6.000 tỷ bỏ không, thì nơi đây hiện đang được trưng dụng để làm khu cách ly khá tiện nghi. Thứ tư, nhà máy găng tay tỷ đô của ông Huỳnh Uy Dũng có sản phẩm đầu tiên, 20.000 hộp tàn tuyến đầu chấm dịch khẳng định Việt Nam cần sẽ luôn có. Trong hai vụ việc khác, thứ nhất, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhận 4,6 triệu từ quỹ Covid-19 ngày 11 tháng 3 2022, Ông Lê Minh Tấn, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng 21 người khác nhận 97,6 triệu từ quỹ Covid-19 của Sở là chưa đúng quy định. Thứ hai, ngày 8 tháng 5 2022, trích báo dân trí, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đại tá Phó giáo sư tiến sĩ Diêm Đăng Thanh, giám đốc bệnh viện Quân y 110 về viện Quân y 110 cục hậu cần quân khu 1 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự 2015. Bài viết này đã đem lên bàn cân so sánh những gì mà vợ chồng doanh nhân Dũng Hằng đã làm cho nước cho dân, ngay thời điểm mà nhiều vị được cho là cán bộ là người lo cho dân phục vụ cho dân lại đi ngược lại với trách nhiệm của mình. Và từ đây, thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi thời sự trong suốt thời gian vừa qua, khi những vụ án liên quan đến Việt Á hay chuyến bay giải cứu được phanh phui, chúng ta mới cảm thấy trân quý hơn bao giờ hết những gì mà ông Dũng Lò Vôi và bà Phương Hằng đã âm thầm trao đi, không chút vụ lợi ngay trong thời điểm dịch bệnh vô cùng khốc liệt như thế. Nhưng những gì vợ chồng bà đã trao đi, đã cống hiến, dường như không đủ sức để áp những câu nói cốt phần thô và thật, những câu nói mà trong những phút giây bức xúc nhất, bà Hằng đã đẩy đi xa vượt quá giới hạn mà pháp luật cho phép. Mặc dù những việc ông dục bà Hằng đã làm có thể đã cứu được cả trăm vạn người, mặc dù những phát ngôn của bà Hằng chỉ đến mức nghiêm trọng như giết người, nhưng không ai đem lên bàn cân để cân đo đong đếm những chuyện ấy. Tiếc thay cho một tấm lòng từ tâm.